vị và các bạn, sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc hôm nay. Mở đầu chương trình thời sự là những nội dung đáng chú ý như sau. Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thành phố và sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ còn lại năm 2018. Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố Bảo Lộc khóa 5, nhiệm kỳ 2016-2021. Phát hiện thu giữ 14 cây cần sa tươi. Phần cuối chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Nấm mỡ hữu cơ trên cao nguyên Bảo Lộc. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 16 tháng 7, Thành ủy Bảo Lộc tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2018. Đến dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Lê Hoàng Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đồng chí Nguyễn Quốc Bắc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc. Với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, đoàn kết, đổi mới, phát huy các nguồn lực xây dựng thành phố Bảo Lộc phát triển bền vững, đạt tiêu chí đô thị loại 2. Trong nửa nhiệm kỳ, đảng bộ thành phố đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức, thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố đã đề ra. Nhờ đó, tính đến thời điểm này, thành phố đã đạt được một số kết quả cụ thể, như tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9,7%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3 năm từ năm 2016 đến năm 2018 ước đạt 2.409 tỷ đồng, tăng bình quân 8,6%. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 9.552 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu trong 3 năm đạt 550 triệu USD. Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng ước đạt 12.065 tỷ đồng, tăng 9% trên năm. Cạnh đó, ngành thương mại dịch vụ có giá trị sản xuất đạt 21.087 tỷ đồng, tăng bình quân 11% trên năm. Thành phố có 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, 5 trên 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, thành phố có 111 dự án đầu tư ngoài vốn ngân sách vào các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, thể thao với tổng nguồn vốn hơn 8.255 tỷ đồng và 46 triệu USD. Trong đó có 8 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là hơn 609 tỷ đồng. Trong công tác xây dựng đảng, số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, đạt hàng năm luôn đạt trên 50%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%. Trong nửa nhiệm kỳ, đảng bộ thành phố đã kết nạp được 140 quần chúng ưu tú vào đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc hiệu quả. Tình hình an ninh quốc phòng được giữ vững, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế an sinh xã hội của thành phố. Hội nghị cũng đã triển khai các hoạt động trong thời gian tới, trong đó hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách theo kế hoạch, thu hút tổng vốn đầu tư xã hội thực hiện 9.500 tỷ đồng, tăng thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới dưới 0,75%. Chiều ngày 16 tháng 7 năm 2018, Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tại điểm cầu Bảo Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Cương đã chủ trì hội nghị. Theo báo cáo tại hội nghị, trong thời gian từ 16 tháng 3 đến 15 tháng 6 năm 2018, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 263 vụ tai nạn giao thông, làm 36 người chết, 47 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ tăng 18 vụ, số người chết tăng 1 người, số người bị thương tăng 23 người. Trong đó, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng là 1 vụ, làm 5 người chết, 2 người bị thương. Tai nạn giao thông rất nghiêm trọng là 2 vụ, làm 3 người chết, 9 người bị thương. Riêng tại thành phố Bảo Lộc, trong 6 tháng đầu năm 2018, đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, giảm 39,13% so với cùng kỳ năm trước, làm chết 10 người, giảm 58,33% so với cùng kỳ, và bị thương 5 người, giảm 16,67% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn giao thông là do các lỗi vi phạm về tốc độ, làn đường, phần đường, phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển hướng sai quy định. Ban An toàn Giao thông thành phố đã tập trung đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tổ chức các ca tuần tra khép kín địa bàn, tổ chức 15 buổi lập 40 biên bản xử phạt vi phạm hành chính, nhắc nhở 38 trường hợp xe máy cày chạy trên quốc lộ,
phối hợp cùng BC67 tổ chức tuần tra, bắn tốc độ, đo nồng độ cồn tổng số 38 buổi, lập 73 biên bản vi phạm. Hội nghị cũng đã có nhiều tham luận liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông diễn ra tại các địa phương, các nguyên nhân chính yếu cũng như công tác phòng chống để giảm thiểu nguy cơ ùn tắc giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông mà trong đó ý thức của người tham gia giao thông là hết sức thiết yếu, cũng như vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về hành lang an toàn giao thông, đồng thời nâng cao công tác tuyên truyền, ý thức của mọi tầng lớp nhân dân khi tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của ngành y tế Bảo Lộc, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có 22 ca sốt xuất huyết, đặc biệt là phường Lộc Phát có số ca mắc tăng cao nhất, chiếm 7 ca, chiếm 30% tổng số ca mắc bệnh trên địa bàn. Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết gia tăng và có nhiều diễn biến phức tạp, dự báo nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết có thể bùng phát và lan rộng trong mùa mưa nếu không có biện pháp phòng chống dịch kịp thời. Nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đề nghị các cơ quan, lực lượng liên quan như ngành y tế và các xã phường tăng cường các hoạt động giám sát dịch tễ, phát hiện sớm các điểm nóng về dịch bệnh và chỉ số côn trùng tăng cao tại cộng đồng để kịp thời xử lý, triển khai các biện pháp phun, xịt hóa chất, xử lý ổ dịch tại cộng đồng, phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin, Đài Truyền thanh Truyền hình tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh để người dân nhận thức đúng về cách phòng tránh và nguy cơ tác hại của dịch bệnh sốt xuất huyết nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Theo số liệu thống kê, giai đoạn 2016-2018, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 2.400 tỷ đồng, bằng 55,76% so với nghị quyết đại hội nhiệm kỳ đã đề ra, mức tăng bình quân 8,64% trên năm, trong đó thuế phí tăng bình quân 16,09% trên năm. Đối với nhiệm vụ thu của thành phố, 3 năm qua, thành phố đã tiến hành thu đạt 1.420 tỷ đồng, bằng 62,22%. Kế hoạch 5 năm 2016-2020 bao gồm thuế phí 50,63% dự toán. Ngoài ra, còn các nguồn thu từ đất, nhà, thu khác, ngân sách, thu cấp quyền khai thác khoáng sản. Theo đánh giá, từ kết quả thu ngân sách, mặc dù đảm bảo kế hoạch đề ra nhưng vẫn còn bộc lộ một số điểm hạn chế như tỷ lệ thuế phí trong tổng thu ngân sách chiếm tỷ trọng cao hơn với nhiệm kỳ trước. Nguồn thu từ giao đất, chuyển quyền sử dụng đất chiếm tỷ trọng cao đến 35% so với tổng thu trên địa bàn. Về tổng chi ngân sách giai đoạn 2016-2018, ước đạt 1.912 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch nhiệm kỳ, bao gồm các khoản chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên. Mức chi thường xuyên tăng 12,4% so với giai đoạn 2010-2015. Các đơn vị trên địa bàn cơ bản nghiêm túc thực hiện tiết kiệm 10% theo đúng tinh thần chỉ đạo của chính phủ, qua đó góp phần tăng nguồn kinh phí để thực hiện các chương trình mục tiêu và bổ sung kinh phí kiến thiết thị chính, hỗ trợ đối ứng phường xã, thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phường phát triển toàn diện. Việc phân cấp quản lý chi ngân sách của thành phố cũng đã góp phần tạo sự chủ động để các cơ quan đơn vị tự chủ bố trí chi thường xuyên theo tinh thần tiết kiệm. Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin, kỳ họp thứ 8 của Hội đồng Nhân dân thành phố Bảo Lộc khóa 5, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra vào các ngày 12 và 13 tháng 7 năm 2018. Tại kỳ họp, bên cạnh xem xét các báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố và các ngành, nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền nhân dân và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, biểu quyết thông qua các nghị quyết, thì các đại biểu cũng đã tiến hành chất vấn những nội dung được đông đảo các cử tri quan tâm. Các câu hỏi của đại biểu xoay quanh 8 nhóm vấn đề bao gồm khai thác khoáng sản, công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại bãi rác Đại Lào, cấp thoát nước theo dự án ODA, tiến độ thi công một số công trình, kiểm tra các doanh nghiệp và vấn đề việc làm, đào tạo nghề. Trong chương trình thời sự hôm nay, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc xin được gửi đến quý vị xem đài phần chất vấn của đại biểu thân Nguyễn Vĩnh Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn Bảo Lộc về vấn đề việc làm, đào tạo nghề và phần trả lời chất vấn của ông Lê Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Theo tôi được biết thì hàng năm và từng giai đoạn, Ủy ban Nhân thành phố đều có chỉ đạo các ngành chức năng thì xây dựng cái đề án về nguồn nhân lực theo từng giai đoạn.
Tuy nhiên là về cái việc mà khảo sát xây dựng cơ sở dữ liệu về nhu cầu nguồn lực, nguồn nhân lực cũng như phân tích các biến động thị trường cũng là ngành nghề mà thành phố cần trong cái giai đoạn 5 năm, 10 năm để mà thuận tiện nâng cao được hiệu quả của định hướng nghề nghiệp, nâng cao được chất lượng nhân lực cũng như góp phần thu nhân tài về cho địa phương chúng ta. Thì cái việc mà xây dựng được cái cơ sở dữ liệu cũng như là cái xu hướng về cái nhu cầu nhân lực của thành phố chúng ta trong cái giai đoạn từng năm hoặc là từng giai đoạn, thì đề nghị Ủy ban nhân thành phố cho biết việc thực hiện như thế nào. Chúng tôi cũng hoan nghênh ý kiến này và xin trả lời ở góc độ các thành phố như thế này. Trước hết là đối với ngành lao động thương binh xã hội thì hàng năm thành phố đều chỉ đạo tổ chức điều tra cung cầu lao động để xác định nguồn nhân lực hiện có và nhu cầu về tuyển dụng trên địa bàn. Báo cáo quý vị là trên địa bàn cụ thể là nó như thế này. Trong báo cáo của Hội đồng nhân dân thành phố thì hàng năm chúng ta đều giải quyết được 4.200 đến 5.000 lao động, chủ yếu là phổ thông. Thì báo cáo quý vị là từ 4.200 đến 5.000 lao động vị trí việc làm, thì trong đó có một số ít các cháu có trình độ cao đẳng, đại học đã về địa phương, chưa xin được việc làm thì cũng quay lại học nghề. Trên địa bàn thành phố Bảo Lộc cũng có một văn phòng đại diện Trung tâm Dịch vụ Việc làm tại tỉnh Lâm Đồng ở địa chỉ số 147 Phan Bội Châu, phường 1. Tại đây đều tổ chức phiên giao dịch việc định kỳ vào ngày mùng 5, mùng 10 và ngày 25 hàng tháng để kết nối nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nhu cầu tìm việc của lao động. Đây là một kênh thông tin quan trọng để việc làm đối với người lao động nói chung và các em học sinh sau khi tốt nghiệp nói riêng để tham khảo khi có nhu cầu tìm việc làm. Về thu hút nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng thì báo cáo quý vị là sau khi có cái ban hành thu hút nguồn nhân lực thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục sau này kiến nghị tỉnh có thể là mình nâng cao cái giá trị để thu hút giá trị về kinh tế để thu hút nguồn nhân lực về cho thành phố. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc. Tiếp theo sau đây sẽ là một số nội dung khác. Kính thưa quý vị, sáng ngày 16 tháng 7 tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội chữ thập đỏ thành phố Bảo Lộc đã sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Với 18 hội cơ sở và trên 8.700 hội viên, 6 tháng đầu năm, Hội chữ thập đỏ thành phố đã triển khai nhiều chương trình thiết thực đóng góp vào các hoạt động tình nghĩa và thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn. Cụ thể, chương trình Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Đinh Dậu, hội đã vận động được 9.597 suất quà, với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng, duy trì giúp đỡ 152 địa chỉ nhân đạo, hỗ trợ đột xuất 147 trường hợp đau ốm, bệnh tật, hỗ trợ và xây dựng 2 nhà tình thương cho các trường hợp đặc biệt về khó khăn tại xã Đại Lào và phường Bờ Lao. Ngoài ra, hội cũng vận động trên 5 tấn gạo, 14 xe lăn, nhiều nhu yếu phẩm, chăn mền, thẻ bảo hiểm y tế và tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người dân với tổng trị giá trên 1,4 tỷ đồng. Riêng với hoạt động hiến máu tình nguyện, hội đã vận động và tiếp nhận 728 đơn vị máu, đạt 91% kế hoạch năm 2018 và 20 người hiến mô tạng. Từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng công an thành phố Bảo Lộc đã phát hiện và tịch thu 14 cây cần sa tươi của một hộ dân tại phường Bờ Lao. Vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 12 tháng 7 năm 2018, đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an thành phố Bảo Lộc phối hợp với công an phường Bờ Lao phát hiện trong phòng kính cạnh nhà bếp của căn nhà số 659/9, Trường Phú, tổ 3 phường Bờ Lao do ông Ngô Nguyên Vũ làm chủ. Tại hiện trường, lực lượng công an thành phố Bảo Lộc đã phát hiện 14 cây cần sa tươi, trong đó có cây cao từ 1 đến 1,5m. 11 cây cao từ 50cm đến 100cm do Ngô Nguyên Vũ, 31 tuổi, ngụ tại tổ 3 phường Bảo Lao, trồng với mục đích sử dụng. Lực lượng công an thành phố Bảo Lộc đã lập biên bản thu giữ, tịch thu toàn bộ số cây cần sa trên và hoàn thành các thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, với khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp, thành phố Bảo Lộc đang là địa phương phát triển nhiều loại cây trồng khác nhau. Mỗi một sản phẩm mới, chất lượng cao được sản xuất trên cao nguyên Bảo Lộc lại càng khẳng định rõ tiềm năng và thế mạnh của vùng đất Nam Tây Nguyên này.
Thưa quý vị, chắc hẳn quý vị đang rất thắc mắc đây là gì đúng không ạ? Giới thiệu đến quý vị và các bạn, nấm mỡ, loại nấm duy nhất có thể ăn sống được, và đặc biệt là loại nấm mỡ này hiện nay đã được sản xuất tại Bảo Lộc. Để biết quy trình sản xuất nấm mỡ hữu cơ organic như thế nào, mời quý vị và các bạn theo dõi những hình ảnh sau đây. Nấm mỡ hữu cơ, loại nấm cao cấp được cấp chứng nhận Việt Gáp, đang là cây trồng rất mới của tỉnh Lâm Đồng nói chung và thành phố Bảo Lộc nói riêng. Loại nấm này hiện đang được công ty Yoshimoto Mushroom, một trong những công ty chuyên về trồng nấm số 1 tại Nhật Bản, đầu tư sản xuất tại khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, kể từ cuối năm 2016, với hai dòng sản phẩm chính là nấm mỡ trắng và nấm mỡ nâu, sản lượng bình quân 440 tấn trên năm. Chúng tôi chọn Bảo Lộc là điểm đầu tư sản xuất nấm mỡ sau gần 3 năm tìm kiếm vị trí thích hợp, vì Bảo Lộc nằm ở độ cao 900 mét so với mực nước biển, nơi có khí hậu phù hợp để nấm trong quanh năm. Ngoài những lợi thế nhiều cây xanh tạo nên bầu không khí trong sạch, nơi đây còn có nguồn nước sạch rất cần thiết cho việc sản xuất nấm mỡ. Hơn nữa, giao thông từ Bảo Lộc đến các thành phố lớn rất tiện lợi, sẽ là một kỳ vọng trong tương lai trong việc vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến khách hàng. Và một lý do quan trọng hơn cả là chúng tôi được sự cho phép đầu tư của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc và sự hỗ trợ một cách tối đa từ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng và khu công nghiệp Lộc Sơn khi quyết định đầu tư vào Bảo Lộc. Hơn tất cả, chúng tôi quyết định chọn Việt Nam làm điểm dừng chân để phát triển ngành nấm mỡ với mục đích mang đến thực phẩm dinh dưỡng sạch cho bữa ăn, sức khỏe của người Việt Nam. Chúng tôi đã xây dựng được thị trường tại Nhật Bản và chúng tôi nghĩ chúng tôi sẽ có thể phát triển tại Việt Nam. Là loại nấm vùng ôn đới, phù hợp với nhiệt độ lạnh, nên khi áp dụng trồng tại Việt Nam, đơn vị sản xuất phải nghiên cứu, đầu tư công nghệ, điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm phù hợp để nấm phát triển tốt nhất, đem lại năng suất, sản lượng và chất lượng cao. Không như các loại nấm thông thường, nấm mỡ và đặc biệt là nấm mỡ công nghệ cao đòi hỏi quy trình sản xuất rất khắt khe và tỉ mỉ ngay từ khâu chọn nguyên liệu đầu vào. Rơm sau khi xử lý ở nhiệt độ 80 độ C để khử khuẩn và làm chín sẽ được chuyển vào nhà lạnh ủ thêm một lần nữa trước khi cấy meo và phủ đất mặt để sợi khuẩn lên men và hình thành cây nấm mỡ. Ở mỗi giai đoạn khác nhau, phòng lạnh trồng nấm lại được điều chỉnh nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng phù hợp để nấm phát triển tốt nhất. Ban giám đốc công ty cho biết, ban đầu công ty chọn nguồn nguyên liệu để ủ cấy meo là rơm của các vùng sản xuất lúa an toàn tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau thời gian thử nghiệm, nấm không đạt yêu cầu về dinh dưỡng và sản lượng, nên công ty chuyển phương án nhập toàn bộ nguyên liệu rơm từ lúa mạch, giá thể đất và chất bổ trợ từ Hà Lan, kết hợp công nghệ lên men Nhật Bản và chỉ sản xuất một lần duy nhất, không tái sử dụng để đảm bảo đáp ứng tối đa yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng. Mặc dù biết phương án này sẽ kéo theo sự gia tăng về chi phí. Hệ thống phòng lạnh trồng nấm cũng được xây dựng khép kín và lắp đặt các trang thiết bị tiên tiến hiện đại. So với các loại nấm khác, nguyên liệu chính của sản xuất nấm mỡ là rơm. Các loại khác ngoài rơm có thể sử dụng được mùn cưa. Nhưng sự khác biệt lớn nhất giữa sản xuất nấm mỡ và các loại nấm khác là đối với các loại nấm khác nhiệt độ, ẩm độ không được quản lý chặt chẽ. Nhưng đối với sản xuất nấm mỡ, cần đòi hỏi quản lý nghiêm ngặt về nhiệt độ, ẩm độ, nồng độ CO2, tốc độ gió, hoạt động thoát hơi và cần chuẩn bị môi trường tốt nhất để nấm có thể phát triển tối ưu. Bởi vì môi trường cần thiết cho mỗi giai đoạn phát triển của nấm là khác nhau, đòi hỏi cách quản lý chi tiết, chặt chẽ hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Đặc biệt, sản phẩm nấm mỡ của chúng tôi là sản phẩm sạch được sản xuất theo công nghệ hữu cơ, tuyệt đối không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quy trình sản xuất. Được ví như các nhà tái chế tự nhiên của cơ thể, với nguồn chất xơ, chất đạm và vitamin phong phú, nấm mỡ được các nhà khoa học chứng minh là có lợi cho hệ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch, đồng thời tăng khả năng phòng chống bệnh tật phong phú, trong đó có bệnh ung thư. Chính vì thế, nấm mỡ ngày càng được nhiều người quan tâm, đặc biệt là đối với nấm mỡ được trồng theo phương pháp hữu cơ, hoàn toàn không sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật và các chất phụ gia, được quản lý nghiêm ngặt về yếu tố kỹ thuật. Sản xuất nấm mỡ theo quy trình hữu cơ ngay tại Bảo Lộc, hướng sản xuất mới không chỉ đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư vào địa bàn theo đúng định hướng của thành phố là phát triển nông nghiệp sạch
nông nghiệp công nghệ cao bền vững, mà còn đang góp phần cung ứng nguồn nguyên liệu thực phẩm quý đáp ứng nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch của người dân địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ủy ban dân phường Lộc Sơn thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số G1592B của hộ ông Đặng Quang Tịnh. Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có tranh chấp khiếu nại gì, thì Ủy ban dân phường Lộc Sơn sẽ làm thủ tục theo quy định. Mọi thắc mắc khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết. Ủy ban dân xã Lộc Châu thông báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B812716. Của hộ ông Phan Văn Gia, địa chỉ thửa đất thôn Ánh Mai 2, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc. Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có ai tranh chấp khiếu nại gì, thì Ủy ban dân xã Lộc Châu sẽ làm thủ tục theo quy định. Mọi thắc mắc khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.